Hello, xin chào các bạn. Vua cờ Mikhail Tao thường được biết đến như một thiên tài cờ vua, một kỳ thủ có lối chơi tấn công xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông có phong cách chơi đầy táo bạo. Lối chơi của ông được nhắc đến qua sự sáng tạo, sự ngẫu hứng và không thể đoán trước được bằng những đòn phối hợp tài tình. Ông thường thí quân để tạo ra thế chủ động. Thí quân không hề tiếc rẻ để giành thắng lợi là nét đặc sắc trong phong cách chơi của Thao. Người ta tính ra rằng số quân mà ông thí trên bàn cờ trong vòng 4 năm bằng với số quân được thí của một đại kiện tướng bình thường trong suốt cuộc đời chơi cờ. Và hôm nay mời các bạn đến với năm pha giới thiệu đặc sắc nhất của Mi Khai Đầu tiên là trận đấu giữa Mi Khai và đại kiện tướng Alexei Suetin năm 1969. Trận đấu này được đặt tên là Not Bad for a Dead Man. Sở dĩ nó được đặt tên như vậy vì vào năm 1969 thì Thao trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ thận. Báo chí đã nói rằng ông gần như không qua khỏi và khả năng tử vong rất cao. Thế nhưng trái ngược với tiên đoán của mấy ông lều báo, thì Mi Khaithao đã trở lại và lợi hại gấp n lần. Ở trận này thì Mi Khaithao được cầm quân trắng, còn Đại kiện tướng Suentin cầm quân đen. Thế cờ đang diễn biến như sau: Trắng đang có hai tượng ở trung tâm rất mạnh, nhắm về phía cánh vua, làm đen không dám nhập thành. Xe trắng d2 cũng có thể ngay lập tức sang f2 trồng quân tạo thành súng cao su trên cột f. Trắng đẩy tốt f5 tấn công mã đen và gạ đổi nhằm mở cột f để triển khai tấn công. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen, tiếp tục tấn công mã đen. Đen chạy mã e5 tấn công tượng trắng nhằm tiêu diệt bớt một quân đang nhắm về phía cánh vua. Tuy nhiên, trắng đã nhanh hơn một bước, trắng thí mã vào e6 tấn công đôi hậu và tốt đen g7. Tốt đen F7 đang bị ghim không thể ăn mã trắng Đen lấy tượng ăn mã trắng Tốt trắng ăn lại tượng đen và cột F được mở thông Cả hậu xe cùng tốt trắng đang nhắm vào cứ điểm tốt F7 của đen Ở đây đen nên nhập thành dài đưa vua tránh xa khỏi khu vực chiến sự Tốt trắng ăn tiếp tốt đen thì với song xe kiểm soát hàng ngang số 8 như thế này Trắng cũng chưa thể phong cấp được Đen sau đó có thể đẩy tốt G6 đánh đuổi hậu trắng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen đã không nhập thành dài Mà vội vã đẩy ngay tốt G6 tấn công hậu trắng Tưởng rằng trắng sẽ phải chạy hậu Nhưng mà ai ngờ trắng thí hậu ăn mã đen What? Và máy tính đương nhiên đánh giá Đây là nước đi tiết tài Nếu không ăn hậu trắng Thì vừa bị mất mã vừa bị tấn công dữ dội như thế này Đen sẽ toang nhanh chóng Do đó Đen lấy tốt ăn hậu trắng Tốt trắng liền ăn tốt đen Chiếu và chỉ một bước nữa tốt trắng sẽ phong cấp biến thành siêu say ra. Sau nước đi này thì đại kiện tướng Xuyên tin biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành dừng đồng hồ chịu thua. Nếu đánh tiếp thì ván cờ có thể diễn ra các trường hợp như sau. Nếu mà vua đen chạy F8 thì tượng trắng H6 chiếu hết. Do đó nước tốt nhất cho đen là chạy vua D7 liên kết song xe ngăn tốt trắng phong cấp. Khi đó trắng sẽ phi tượng vào F5 chiếu đôi. Đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua C6. Tượng trắng E4 chiếu. Đen cũng chỉ có nước duy nhất là nhảy mã cản chiếu. Tượng trắng ăn mã đen chiếu. Đen chạy vua D7. Tượng trắng ăn xe đen chiếu mở. Và với lợi thế, và với lợi thế song xe song tượng lại có tốt chuẩn bị phong cấp như này trắng sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Quá là siêu phẩm đối với một người vừa trở về từ cõi chết như Mikhail Tal. Phát hiệu tiếp theo của Mikhail Tal là trong trận đấu với đại kiện tướng đầu tiên của Bulgari, Milko Bobosov. Đây là ván cờ diễn ra năm 1958 tại thành phố Vana của Bulgari. Mikhail thao cầm quân đen, còn đại kiện tướng Milko Bobosov cầm quân trắng. Ở thế cờ này, đen để tốt B5 gạ đổi tốt nhằm mở thông cột A hoặc B để uy hiếp vua trắng. Trắng không đổi tốt với đen mà nhảy mã D5 gạ đổi hậu nhằm giảm bớt áp lực cho vua của mình. Tưởng rằng đen sẽ phải lùi hậu về D8 bảo vệ tốt. Ai ngờ đen lấy mã ăn ngay mã trắng và thí hậu. Đây mới chỉ là nước thứ 11 thôi các bạn nhé. Đương nhiên trắng sẽ ăn hậu đen vì đây là nước tốt nhất rồi. Mã đen ăn tượng trắng và tấn công xe trắng. Trắng chạy xe C1. Mã trắng ăn tốt đen Thực ra sau pha thi hậu vừa rồi thì máy tính đánh giá lợi thế vẫn nghiêng về trắng nhiều hơn. Nhưng mà có lẽ là trắng đã quá hoang mang với màn thi hậu tử rất sớm của đen nên cứ càng đánh càng dần dần rơi vào thế hạ phong và cuối cùng thì đánh chịu thua sau 30 nước đi. Pha thi hậu thứ ba là trong trận đấu với đại kiện tướng người Đức, Hans Joachim Heck năm 1962, cũng tại thành phố Vanna của Bulgaria. Ở, ở ván này thì tao được cầm quân trắng, còn Heck cầm quân đen. Sau khi trắng nhập thành, đen cũng phát triển mã g6 tấn công tượng trắng và chuẩn bị nhập thành. Tuy nhiên thì không để cho đen kịp nhập thành, trắng nhảy mã c4 tấn công hậu đen, đen chạy hậu e6 nước sau sẽ để tốt B5 tấn công đôi hậu và mã trắng. Trắng không thèm chạy hậu hay là mã mà để tốt E5 tấn công mã đen. Đen theo kế hoạch để tốt B5 tấn công đôi hậu và mã trắng. Không thèm chạy hậu, tốt trắng ăn mã đen. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Tốt đen liền ăn hậu trắng. Tốt trắng ăn tiếp tốt đen và tấn công xe đen. Đen chạy xe G8 ngăn tốt trắng phòng cấp. Trắng phi tượng lên F5 tấn công hậu đen và Ý tượng Nếu hậu đen ăn tượng trắng thì mã trắng D6 chiếu bắt hậu Nếu hậu đen ăn mã trắng thì xe trắng E1 chiếu Vua đen không thể nhúc nhích nên đen, nên đen sẽ phải lùi hậu hoặc là mã về để cản chiếu Nếu mà lùi mã về cản chiếu thì xe trắng E7 chiếu Buộc vua đen chạy D8 Xe trắng D1 chiếu tiếp Buộc hậu đen phải cản chiếu và đen sẽ toang Do đó thì đen sẽ phải lùi hậu về E6 để cản chiếu Khi đó thì xe trắng ăn hậu đen chiếu Tốt đen ăn xe trắng Tượng trắng ăn mã đen Đen chạy vua D7 Xe trắng D1 chiếu Đen chạy vua C8 Đến đây thì cho Tùng Dôn đánh tiếp cũng thắng Chứ đừng nói là mi khai thao Trở lại ván cờ thực tế biết là kiểu gì cũng bị bắt lại hậu cho nên đen cũng có nước đi thiên tài lấy mã ăn tượng trắng và thí hậu tượng trắng ăn hậu đen nếu tốt đen ăn tượng trắng thì mã trắng d 6 chiếu bắt tượng do đó chưa dám ăn tượng trắng đen đi tượng a 6 ghim mã trắng nhưng mà đòn ghim này lại không phải là đòn ghim tuyệt đối trắng vẫn nhảy mã d 6 chiếu đen chạy vụ e 7 tấn công đôi cả tượng và mã trắng trắng chạy tượng về C4 tấn công tượng đen. Xe đen ăn tốt trắng kết hợp với mã tấn công tốt G2. Trắng đẩy tốt G3 nhưng mà thực ra tốt G3 bị ghim cũng không thể ăn được mã đen. Cho nên đen cũng chẳng chạy mã mà đen đấy vua ăn mã trắng. Tượng trắng ăn tượng đen. Ván cờ tại thời điểm này về quân số thì vẫn cân bằng. Đen mặc dù hơn trắng một tốt nhưng mà có đến, đến tận hai cặp tốt chồng. Quân tượng của trắng thì có vẻ cũng mạnh hơn quân mã của đen nên lợi thế thì vẫn nghiêng một chút về trắng. Như vậy có thể thấy là khai Thao đã tính toán rất chuẩn xác pha thí hậu để buộc đối thủ cũng phải chịu mất hậu theo. Chúng ta cùng đến với pha thí hậu thứ tư, đó là trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch cờ vua đồng đội thanh thiếu niên liên xô năm 1953. Mikey Thao cầm quân đen, còn đối thủ cầm quân trắng. Thao đang dồn ép đối thủ nhưng chưa thể tìm được cách dứt điểm ở thế cờ này. Tốt trắng đang tấn công mã đen Nhưng mà đen mặc kệ Lấy hậu ăn tốt trắng và thí mã Nếu tốt trắng ăn mã đen Thì đen sẽ thí tiếp xe ăn tốt trắng Nhằm đánh lạc hướng tượng trắng Tượng trắng ăn xe đen Thì hậu đen ăn mã trắng và chiếu hết Còn nếu không ăn xe đen Thì nước tốt nhất là đi tượng E2 tấn công hậu đen Khi đó thì xe đen ăn tượng trắng Hậu trắng ăn xe đen Hậu đen ăn hậu trắng Xe trắng ăn hậu đen tượng đen B7 dọa ăn tốt D5 chiếu hết. Trắng chạy vua G2 hay là đẩy tốt H4 để tránh bị chiếu hết. Thì tượng đen vẫn ăn tốt trắng chiếu bắt xe. Lợi thế lớn sẽ nghiêng về trắng do hơn cả một đống tốt. Trở lại ván cờ thực tế. Trắng không dám ăn mã đen mà nhảy mã D2 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu E3 Trắng lại nhảy mã về F1 tấn công hậu đen Đen chạy hậu F3 Trắng lại nhảy mã D2 tấn công hậu đen Bực mình Tượng đen ăn tốt trắng và thí hậu Mã trắng ăn hậu đen Tượng đen ăn mã trắng và ghim xe trắng Sau đó thì sẽ đi xe E5 Rồi G4 để tấn công xe trắng Trắng liền để tốt H4 Ngăn xe đen G5 Đen bình xe F8 Bảo vệ cho tốt phong cấp Trắng lui tượng về E2 gạ đổi Nhằm tháo ghim cho xe đen liền nhảy mã vào g3 chiếu vua trắng chạy h2 tượng đen ăn xe trắng vua trắng ăn tượng đen mã đen ăn tượng trắng hậu trắng ăn mã đen đen để tốt f3 chiếu bắt hậu wow siêu phẩm sau nước đi này thì lợi thế rõ rệt đã nghiêng về trắng và trắng chảy cối chơi tiếp thêm được vài nước nữa rồi cuối cùng cũng chịu thua để tránh khỏi bị hành hạ Chúng ta cùng đến với pha thí hậu thứ năm. Đây là ván cờ giữa Mi Khai và kiện tướng Tây Ban Nha Roman Abro trong khuôn khổ giải vô địch châu Âu lần thứ 2 tổ chức tại Đức năm 1961. Ở ván này Roman Abro cầm quân trắng, còn Thao thì cầm quân đen. Đen binh xe E8 kết hợp với tượng tấn công mã trắng. Trắng liền nhảy mã vào G5. Đen thí xe ăn tượng trắng. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu hậu trắng ăn xe đen thì tượng đen ăn tốt trắng bắt chết hậu. Nếu tượng trắng ăn mã đen thì đen đi hậu e7 bảo vệ xe, trắng một là mất mã, hai là mất tượng. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không dám ăn xe hay là mã của đen mà đi tượng d5 chiếu. Vua đen chạy h8, mã trắng f7 chiếu. Nếu vua đen chạy G8 thì mã trắng lại G5 chiếu mở, lặp đi lặp lại ván cờ sẽ hoa. Tuy nhiên Mikhail Tao là người rất không thích hòa. Do đó, ông thí hậu ăn mã trắng, tượng trắng ăn hậu đen, đen bình xe D3 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu E2, định phi xuống E8 chiếu hết. Nhưng đen đâu có để cho trắng có cơ hội đó. Tượng đen ăn tốt trắng chiếu, vua trắng chạy G2, Đen nhìn mã E5 bịt cột E lại và tấn công tượng trắng. Trắng binh xe D1 gã đổi. Đen qua xe E3 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu F1. Tượng đen E4 chiếu. Vua trắng chạy H3. Đen mình sẽ F3 tấn công đôi hậu và tượng trắng. Trắng chạy hậu E2 tấn công lại tượng đen. Tượng đen F5 chiếu. Sau nước đi này thì trắng biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Nên đành chịu thua. Nếu tiếp tục thì chỉ có hai cách là chạy vua G2 hoặc là H4. Nếu trắng chạy vua G2 thì xe đen F2 chiếu bắt hậu. Hậu trắng ăn xe đen, tượng đen ăn hậu trắng, vua trắng ăn tượng đen, mã đen ăn tượng trắng. Đen lợi hơn cả về chất lẫn về tốt thì sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Nếu vua trắng chạy H4 thì xe đen vẫn F2 tấn công hậu trắng. Trắng mà chạy hậu thì chỉ có nước chạy E1. Khi đó mã trắng F3 chiếu hết. Trắng mà không chạy hậu thì chỉ có nước ăn xe đen Khi đó thì trắng sẽ thí tiếp mã vào F3 chiếu Buộc hậu trắng phải ăn mã đen và cuối cùng tượng đen F6 chiếu hết Oh my god Toàn những nước đi huyền diệu thật không thể tưởng tượng được Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn năm pha thi hậu đặc sắc nhất của vô cờ Mikhail Mặc dù hiện nay với sức mạnh của máy tính thì phân tích một cách chuyên sâu người ta đã chỉ ra những thiếu sót trong các đoàn thí quân của Mi Khaithao nhưng mà nói chung thì thế trận do Mi Khaithao tạo ra là cực kỳ khức phức tạp mà khi đối đầu với ông thì rất nhiều các đại kiện tướng không thể hóa giải nổi những đoàn phối hợp vừa đẹp mắt vừa tài tình với một trình độ điêu luyện đã tạo nên phong cách thi đấu của ông Phù Thủy xứ Riga OK cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại